Hoài Tâm xin thân ái kính chào toàn thể quý vị khán thính giả của Việt Face TV, chương trình văn nghệ Thúy Nga. Chắc là quý vị rất là bất ngờ khi thấy Hoài Tâm ngồi ở đây trong cương vị của người phỏng vấn chứ không phải là bị phỏng vấn như mọi chương trình khác của văn nghệ Thúy Nga. Vì sao Hoài Tâm nói là chương trình nó đặc biệt là vì hôm nay Hoài Tâm được hân hạnh giới thiệu với quý vị là những người phỏng vấn của Hoài Tâm là những anh em nghệ sĩ trong một cái chương trình, một cái DVD bến đợi mà đã phát hành vào lúc tháng 11. Và nhân dịp lễ Mother's Day này thì tất cả các anh em nghệ sĩ trong bến đợi của chúng em sẽ có dịp để tâm sự tâm tình với quý vị. Thưa quý vị, người ngồi kế bên Hoài Tâm không ai khác hơn là nữ ca sĩ xinh đẹp, dễ thương Mai Thiên Vân. Vâng, xin chào tất cả quý vị khán giả của Đài Việt Face TV. Dạ, anh Mạnh Quỳnh. Mạnh Quỳnh xin được trân trọng kính chào quý vị khán giả của Việt Face TV. Dạ, đứa em trai Duy Trường. Duy Trường xin kính chào quý vị của Việt Face TV. Và thưa quý vị, người nữ ca sĩ rất đặc biệt vì chúng em vừa bắt cóc được nữ ca sĩ này từ phi trường đem về đây và đem lên đây liền để gặp cho quý vị. Nữ ca sĩ Phi Nhung. Phi Nhung xin kính chào quý khán thính giả của Đài Việt Face TV. Và kính thưa quý vị, ở xa kế bên Duy Trường đó là nghệ sĩ Hoàng Phúc. Nhạc sĩ. Quý vị thấy nhạc sĩ Hoàng Phúc rải đàn như vậy là vì trong chương trình văn nghệ này quý vị sẽ không có nghe tân nhạc mà quý vị sẽ được nghe cổ nhạc, mà để được tất cả các anh em nghệ sĩ ở đây sẽ phục vụ cho quý vị live tại chỗ trong cái tuồng DVD bến đợi. Kính thưa quý vị, thì quý vị giống như Hoài Tâm nói là cái DVD bến đợi này đã phát hành hồi lúc tháng 11, mà cái người mà đầu đàn của cái DVD bến đợi này đó là ca sĩ đẹp trai mình gọi là Mạnh Quỳnh. Mình gọi là đại ca đó. Không, nhưng mà em phải gọi là vòng 3. Dạ, thì đúng là trong cái tuồng này thì anh Mạnh Quỳnh là đóng vai ba của Hoài Tâm, vì trong tuần này cũng có Hoài Tâm. Dạ, anh Quỳnh, em biết là cái DVD bến đợi này, cái project này anh ấp ủ là hơn 4 năm. Dạ, thì quý vị biết không, anh Mạnh Quỳnh tội nghiệp lắm, ảnh ấp ủ, ảnh nuôi dưỡng đứa con này 4 năm, đến nỗi mà coi như là 150 cái đề cương, 150 trang đó là ảnh thuộc hết, ảnh thuộc hết từng vai, từng người, từng chữ, coi như ảnh đem vô trong phòng thâu, coi như là anh em nghệ sĩ nào mà chùi sai một chữ anh cũng biết nữa. Thì bây giờ em nghĩ chắc anh Mạnh vẽ phải. Dạ. Dạ. Thật ra nói đến cái tuần cái lương bến đợi là như Hoài Tâm nói là Mạnh Quỳnh cũng ấp ủ cũng khá lâu, cũng gần 4 năm, và mãi cho đến tháng 11 năm rồi là mới được hoàn tất và được ra mắt quý vị khán thính giả. Thì thực ra cái tuần này là Mạnh Quỳnh rất là thích, tại vì có sự góp mặt của những ngoài những nghệ sĩ như là cô Ngọc Đán, anh Tuấn Hùng, Hương Thủy và bản thân Phi Nhung và Mạnh Quỳnh cũng đã đóng cái lương rồi, thì còn sự xuất hiện lần đầu tiên của nữ ca sĩ Mai Thiên Vân, rồi Duy Trường, rồi Quỳnh Dung tối nay không có mặt, và Hoài Tâm là những người lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu cải lương mà đóng nguyên một cái tuồng như vậy, cho nên Mạnh Quỳnh rất là thích thú, mặc cho dù là hơi cực chút xíu để cái phần giúp những bạn trong cái chương trình lúc mà thâu thì Mạnh Quỳnh cũng rất là cực, nhưng mà cũng may là những người là toàn là những người rất là thông minh, mà kỹ tới đâu là hát vèo 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 tới đó. Hôm nay mình thiếu ai nữa? Mình trong cái DVD bến đợi đó thì quý vị thấy có ba bà mẹ, đó là má Trâm, má Lụa và má Hạnh. Quý vị thấy em giống Mai Thiên Vân chứ, nhưng mà thật sự em là con của chị Phi Nhung, là má Lụa. Dạ, cùng quê mà, ra đây Bến Tre, đây Mỏ Cài, nhưng mà thật sự em là con ruột của chị Phi Nhung, là má Lụa. Không, nhưng mà quý vị có muốn Phi Nhung kể cái behind the scene, cái bến đợi nào khi mà Phi Nhung với lại Hoài Tâm đóng mẹ với con? Là lúc nào, lúc mà em với chị được em nhận lại được ba mẹ đó hả? Dạ, giờ chị kể đi chị. Chưa kể mà đã cười. Kính thưa quý vị, lúc mà Phi Nhung đóng vai mẹ của Hoài Tâm, lúc đó là nhận lại đứa con là mình phải khóc, mà khóc mà làm sao cho con mình nó cảm động để mà mình ôm con mình nó vào lòng. Thì khi Phi Nhung nhìn Hoài Tâm thì không thể nào là khóc được, kính thưa quý vị, là vì Hoài Tâm Phi Nhung, Hoài Tâm thứ nhất là không giống Phi Nhung, mà thứ nhì là cũng không giống Mạnh Quỳnh. Không biết là tại sao là con của mình. Tại sao Phi Nhung, trời ơi, em phải cố gắng để em khóc, em tập trung mà em
nhìn cái mặt nó với cái mặt em nó không có liên quan. Không, em nói thiệt như vậy, chị nói vậy em cũng phải có nỗi khổ của em lắm. Tại vì quý vị biết là Hoài Tâm là diễn viên hài mà, thì lúc nào cũng phải nhe cái răng ra trước, đúng không? Mà khi mà cái cảnh là gặp ba gặp mẹ thì thôi nó nước mắt nó buộc phải giàn giụa. Mà thật sự ra em thì em khép miệng là không có được. Mà theo diễn bắt em khóc miệng trời. Rồi sao mà cái em ôm mẹ em vô lòng mày, mà mẹ nói chứ khóc đi con, khóc đi mà ngày nói. Khổ dễ sợ. Nhưng mà lúc mà em chuẩn bị khóc á, xong rồi bắt đầu cái tự nhiên ở đâu Mạnh Quỳnh đi phía sau nữa, em nói thôi chết rồi, em diễn không được nữa rồi. Phi Nhung diễn không có được quý vị ơi. Tại vì nhìn lại đây thì ôi trời trời, Hoài Tâm cũng không có giống ba nó nữa. Thì không biết là mình lấy ở đâu ra, mình đẻ ra được cái đàn con như vậy. Hơn là lúc thời đó có ông phát thư chưa? Không, nhưng mà em dạ, nhưng mà em hỏi anh Quỳnh này nè, chị Phi Nhung là đã đóng cải lương với anh rất nhiều lần, chị Hương Thủy cũng là nhà nghề cải lương, nhưng mà tại sao lúc mà anh casting, tại sao anh nghĩ đến Mai Thiên Vân vô cái người vợ thứ ba của anh mà anh tự nhiên, tại vì trong lòng mình nghĩ lúc nào Mạnh Quỳnh cũng có một cái gì đó mới lạ trong một cái vở tuồng, để cho thứ nhất là cho quý vị hiếu kỳ để xem. Và Mạnh Quỳnh cũng thừa biết là Mai Thiên Vân cũng là người rất là thích cổ nhạc, cho nên Mạnh Quỳnh mới năn nỉ rù rì. Vì lúc đầu Mai Thiên Vân không có nhận đâu quý vị, mà Mạnh Quỳnh cứ theo rù rì lúc mỗi lần đi quay show Thúy Nga Paris By Night, hay là Mạnh Quỳnh lúc nào cũng hát đi, có gì tôi chỉ cho, có gì đâu mà sợ. Mà cuối cùng em là... không, em cũng dạy trai, thấy trai đẹp dụ lắm chị. Mà cuối cùng là Mạnh Quỳnh cũng phải dụ được Mai Thiên Vân, mà rốt cuộc quý vị thấy là Mai Thiên Vân rất là hay và rất là thông minh quý vị, chỉ tới đâu là hát rất là nhanh. Em rất là bất ngờ bản thân em, tại vì em lâu lắm rồi em không có nghe cải lương, nhưng mà đến lúc mà em được kiểu như là nghe cái tuồng Bến Đợi rồi xong xuôi em được Mai Thiên ngồi mà nghe Mai Thiên Vân diễn và hát đó quý vị, nhất là cái lúc mà em nhớ cái cảnh mà ôm con đó, xong mà ngồi ầu ơ rồi Duy Trường bước ra làm đóng vai con của má Hạnh đây. Trời ơi quý vị, em ngồi trước đó mà trong cái ánh đèn dầu le lói đó, nước mắt em nó ràn rụa, em khóc đến nỗi mà Mai Thiên Vân nói chứ anh Tâm mà mai mốt mà mấy cái cảnh khóc anh Tâm làm ơn ngồi trước mặt em, anh khóc đi. Ngồi trước luôn. Mà thật sự là trời, cái giọng của Vân nghe nó rất là bi thương. Dạ, mà cái hình ảnh một người phụ, em vừa thấy hình ảnh Vân mà người nghĩ đến những mình đọc sách rồi coi phim, thấy hình ảnh người phụ nữ Việt Nam như là lẻ loi ôm con ngồi lẻ loi, thấy thương dễ sợ luôn vậy đó, mà thật sự là rất là cảm động. Còn em lúc đó thì để giữ được khóc như vậy hoài thì em nói em cứ ngồi đó đóng ở đó thôi, em không có đi đâu hết và không cho ai chọc em cười. Thì để giữ nguyên cái cảm xúc đó và bắt anh Hoài Tâm ngồi phía trước cái khi mà diễn xuất, nên là xong thì rất là cảm ơn anh. Bây giờ mình làm lại liền đi, bây giờ có anh Hoàng Phúc ngồi bên đây nè, này đã hứa với các quý vị khán giả là mình sẽ hát live, bây giờ em có thể làm lại đó rồi giờ anh. Nhưng mà em hôm nay là giờ anh đang vui quá anh chưa khóc, bây giờ em làm từ từ đâu rồi anh khóc thử coi. Mà xí khoan đã, là hôm nay là Phi Nhung không có chuẩn bị nên em không có thể hát live và hát một câu cải lương nào là cho quý vị nghe, nhưng mà hẹn sẽ dịp sau không sẽ hát một hơi hai chị mà con với má đóng hài, đóng là cái phần mà kiểu như mà má tưởng tượng con không ra tại con gì? Má mà con muốn gì đó. Bà mẹ trong phim là trong Bến Đợi là rất là già, nhưng mà ở đây bà mẹ này là sì rất là hip hop. Tại vì em từ phi trường do từ phi trường xuống đây không có chuẩn bị gì hết là các bạn đã bắt cóc vô đây rồi, nên quý vị thông cảm cho Phi Nhung nhé. Em nghĩ là quý vị khán thính giả của Đài Việt Face TV chương trình Văn Nghệ Thúy Nga sẽ thông cảm cho chị Phi Nhung và cũng thông cảm cho tất cả các anh em nghệ sĩ, tại vì hôm nay là ngày thứ hai, nghĩa là tất cả các anh em nghệ sĩ của chúng em vừa coi như là hát thứ sáu thứ bảy chủ nhật phục vụ xong về là vô đây liền để có cái buổi phỏng vấn ngày hôm nay, vì thứ ba chủ nhật này là chương trình Mother's Day Weekend, là một cái ngày lễ rất lớn của người Mỹ và cũng như cho tất cả các bà mẹ Việt Nam cũng như là các bà mẹ trên toàn thế giới, cho nên là quý vị sẽ thương và thông cảm được cho tụi em vấn đề đó. Bây giờ mẹ má Hạnh ready cho má Hạnh. Hôm nay má Hạnh mặc áo dài, má Hạnh không có đóng vai già. bây giờ như vậy nè, thích cái gì mình hát lúc đó chứ bây giờ không có vô vậy đi chứ giờ. Không, bây đóng giờ dài, em đóng vai cho còn trẻ đi, lấy cái ghế ổi luyện xuống ruộng xong rồi luyện lên mình của anh Nhơn nè. Cái khúc đó thì vui nhưng mà tự Hoài Tâm cần khóc. Bây giờ em lựa khúc nào mà em mùi nhất, em thích khúc nào mà bùi khóc luôn này nè, thì có gì anh làm background cho em. Ok, yeah.
Thì bây giờ Vân sẽ hát một đoạn cái lúc mà Vân bị đuổi đi, giao cái giao con lại là Duy Trường cho hai vợ chồng ông anh Mạnh Quỳnh và chị Hương Thủy. Ok, cũng được á. Vậy thì tôi phải nghe lời cô mà cất bước ra đi, để lại yên vui cho một mái gia đình, chấp nhận cho mình một cuộc sống đơn côi. Thì người đó chính là tôi chứ không thể nào là Hạnh. Vì tôi mới là kẻ xấu xa dẫm bừa lên đạo lý, chà đạp nghĩa phu thê gây khổ hận bao người. Rồi hèn hạ quay lưng, mặc ai khóc ai cười, nhà này thành địa ngục, đại ái cuộc đời vô tội của người thân. Tôi không đáng nhận sự bao dung, khi những người ban bố phải ôm sầu nuốt tôi. Trời ơi, nhìn vợ héo hon, nhìn con xa mẹ, tôi sống sao yên đoạn cuối cuộc đời thương. Em nổi hết da gà là tại vì em nói thật sự em nghe cái tuồng này cũng nhiều lần rồi. Mà xong bây giờ em ngồi kế bên nghe live, nghe đã dễ sợ. Đã quá ha. Thật sự là quý vị, nếu mà quý vị nghe live ở nhà mà hay như vậy là quý vị có nên ủng hộ anh em nghệ sĩ, nên làm một cái tour bến đợi live. Màu luôn, màu trước luôn. Không, cái này là lúc mà là giao giao con à, cái này là không, lúc này là em bị đuổi đi. Cô Lụa Trâm, cô Trâm là vợ lớn Hương Thủy. Là ghen và quyết định là đuổi cô Hạnh đi. Là tại vì sợ lộ, thứ nhất là sợ lấy hết tình cảm của Nghĩa. Của Nghĩa là con là Duy Trường. Dạ, nó cũng chéo chéo quá ha. Cái tuần này thực ra quý vị khi mà xem cái tuần này thì Mạnh Quỳnh đi show, thì có một số quý vị cứ hỏi Mạnh Quỳnh là nguyên nhân này cái nọ, nó hơi gây cấn và nó có một cái sự khó hiểu. Nhưng mà khi quý vị nghe cái tuần, coi tuần này, quý vị tập trung, quý vị từ lời văn nó rất là tình tiết. Cho nên quý vị, nếu quý vị mà nghe coi cái tuần này, quý vị phải ngồi từ đầu đến đuôi, chứ quý vị mà đang coi được một đoạn quý vị chạy đi đâu đó, quý vị chạy lại thì quý vị sẽ mất đi cái không còn nhưng mà sẵn đây thì cho con hỏi ba, chứ thật sự là con với Hậu là ai là lớn ai là nhỏ thì tới bây giờ em cũng không biết là anh Tâm là lớn em hay con là con đóng trong tuần đó mà giờ con không biết nữa. Sao được con nói thật sự, nói thiệt với ba luôn nha, hai đứa cãi nhau hoài là không. Ủa vậy là Trường lớn hay là Tâm lớn? Nói chứ bây giờ đi hỏi ông già chứ tự nhiên giờ là Hạnh là kêu Lụa bằng chị mà không cái này là cái ý là người nào là sanh nào sanh ra trước á. Bữa đêm đó ông ngủ ba đứa là gì, ông ngủ đứa hai đứa. Nhưng mà quý con Lụa trước là quý Nhung trước. Làng này nó là Nhung nhớ lúc mà vậy là con Lụa nó có bầu trước à? Nó có bầu là thằng
có thằng Hậu sanh trước rồi xong mới tới Nghĩa sanh sau là tức là Duy Trường hỏi ở đây là giả bộ hỏi anh thôi à. Tại vì trong đêm đó đó là anh ngủ tới hai người à yeah. Là anh ngủ với lộn chứ không em không phải là cái này là không, mình bị sắp đặt thôi nha chứ mình là vô tư mình không biết gì nha à bị sắp đặt không nhưng mà sắp đặt hay em thấy là em nể ba cái điều đó như là ba là coi như gọi là bách phát bách trúng luôn rồi sẽ đặt một lần là dính liền cái bằng một lần là dính liền hay chứ ba người luôn. Cái này phải hỏi đạo diễn hỏi tác giả Hoàng Song Việt mới được. Một đêm cái khúc đó là lúc đó là một đêm cả hai người liên tiếp luôn hả? Không biết làm sao đó. Nhưng mà đại khái chỉ là một trong đêm kinh hoàng đó thôi à, coi như là xong là coi như là đúng là một đêm mà coi như là bách phát bách trúng luôn đó. Bách trúng hay quá nể quá đêm coi như là một đứa dạ. Một đứa mà xỉn đó còn một đứa con này một đứa con này. Còn một cái cảnh rất là bi thương nữa mà em nhớ là quay lúc cảnh ở chùa đó và bữa tối ở trên Bình Dương hình như là bữa đó em quay xong rồi em nhớ là cái cảnh ở Bình Dương ở chùa đó là cảnh nhận lại con cảnh bây giờ cuối nhất mà cảnh đó là cảnh mệt nhất tại vì cuối đuối đuối bây giờ hồi nãy quý vị đã thưởng thức cái cảnh giao con đi rồi bây giờ quý vị nghe thử cái cảnh mà coi như là nhận lại con sau khúc mà nghĩa tới chùa để tìm mẹ là mà hạnh nhưng mà trong đó thiếu anh Tuấn Hùng dai không có cậu như vậy là nhờ ba làm cậu đi rồi anh Quỳnh vai nào anh cũng thuộc mà anh chơi luôn cái vai của ông cậu được không được hết Quỳnh. Ok, thử ông cậu trong đó là ông cậu là ông ba gai lắm. Quý vị yên tâm, em màu màu thế nào hơn quý vị cũng coi được hết nguyên tuần luôn. Không, nhưng mà bây giờ là trong cái vai đó là cái vai rất là ba gai, đúng không? Bây giờ Mạnh Quỳnh đó. Thì đóng lúc nào cũng hiền không, lúc, dịu. Lúc này là ông cậu ông hối hận lắm. Lúc nhận là con 20 năm sau. Nếu mà vậy thì hát cái này xong rồi phải hát cái vai ông cậu lúc mà ông ba gai mà ông anh Quỳnh đã làm được hết đó chị yên tâm giờ mình muốn lãnh chuyện mình thôi dạ cho em mình giờ mình Quỳnh làm cũng được luôn á. Ồ bữa nay là có Hương Thủy mà Hương Thủy. Dạ kính thưa quý vị cảm ơn ba nhắc nhở nha ba Nhân là tại thật sự đúng ra là hôm nay cuộc phỏng vấn này là đúng là nguyên một gia đình bến đợi có nghĩa là ba con và ba má và hai anh em con nhưng mà thật sự là má trăm con là chị Hương Thủy đó má ham tiền quá giờ này má mới bay từ ở bên Melbourne Úc bay về đây mà chuyến bay nó bị trễ mà thật ra là má lo làm từ thiện hát cho mấy chùa để gây quỹ cho nên như ngày lễ Mother's Day và không có má ở đây thì thôi coi như lặng hơi nữa rồi mình sẽ kiếm nhờ anh Quỳnh hát luôn dài má trăm luôn hát gì đào luôn anh Quỳnh anh hát gì đào được mà đâu yên tâm làm được hết á rồi giờ Nghĩa hát đi. Đây là cái cảnh mà Duy Trường đã biết ra sự thật và chạy đến chùa để nhận lời má hạnh là Mai Thiên Dân. Cúc này cũng hay. Má ơi làm sao con hiểu hết những nỗi đau mà má đam thầm hứng chiều khi làm chiếc bóng bên con qua tháng rồng năm dài. Một quãng trời xanh là một kiếp đóa đài, làm sao cho con được nâng niu từng hạt ngọc từ đôi mắt thâm quầng trăm bầm khóc thương con rồi vuốt ve những sợi tóc ngả màu sương như chia sớt những đoạn trường của má trong quá khứ cho con sống lại tuổi ngây thơ để được má ấp yêu trong từng cơn ấm lạnh. Ôi tiếng của con tôi dịu êm như từng cơn gió thoảng theo nước mắt tuôn rơi nghẹn ngào thương quá con ơi tìm má bỗng chơi vơi trào dâng nguồn vui hạnh cay đắng suốt bao năm giờ đây tan theo khói mây tình mẹ hiền mến mong gì thương con khôn
âm thầm. Giờ thắm tình bên nhau thì con nên đi đáp ơn sinh thành. Sẽ cầu nguyện với Phật trời cho má của con sống đến ngày trăm tuổi, để cho con ấm lành qua nồng, đáp hiếu trọn lòng đền đáp chữ cừu lao. Nghe đã quá. Nghe đã quá ha. Như vậy là mai mốt mình hát live được giờ chích đoạn hay đó. Chích đoạn gì vậy? Làm luôn tuồng chích đoạn gì? Thật sự mình nghĩ là làm nguyên tuồng đi ha. Yeah. Quý vị có muốn là tất cả mọi người ca sĩ chúng em làm nguyên tuồng Bến Đợi? Được không? Hát diễn live ngoài sân khấu. Nhưng quý vị phải gọi vào cho mình biết phải không? Không, bây giờ điều đầu tiên là quý vị phải ủng hộ giúp cho anh em nghệ sĩ chúng em cái DVD Bến Đợi bằng băng gốc. Nhân lễ Mother's Day thì em nghĩ rằng là một cái món quà cho người mẹ, một cuốn băng cải lương DVD Bến Đợi. Vì trong đây quý vị sẽ thấy tìm thấy được một hình ảnh, actually có bốn bà mẹ, là má Ngọc Đáng, là vai người mẹ của chị Hương Thủy là má Trâm. Ngoại thì đó, ngoại cũng là mẹ, mẹ của chị Hương Thủy. Và ba bà mẹ ở đây thì thật sự quý vị biết không, mỗi lần nghe cải lương mà nghe tiếng đờn rồi nghe cái câu giọng cổ, tự nhiên nghe nó thật rất là buồn, nghe nó và thấy thương mẹ dễ sợ. Dạ, nghĩ tới người mẹ Việt Nam rất thương. Mà anh Quỳnh, em hỏi anh Quỳnh cái này là anh thấy là giống như thời ngày xưa đó, một người chồng mà lấy được tới hai ba bà vợ, mà anh thấy vậy có... Thực ra là cái xã hội cái thế hệ của mình á, thì lúc mà cái thời đó mình còn nhỏ lắm, mình không biết được. Nhưng mà theo lời kể của ông bà ngoại, ông bà nội cũng như ba mẹ của mình, thì ngày đó thời đó người phụ nữ rất là khổ, về giống như là khi mà một người con gái mà khi mà đã thất thân hoặc là đã bị giống như là mất đi cái quý giá của đời con gái, thì là coi như cả cuộc đời là phải sống trong rất là khổ đau và bị người đời khinh khi. Và cho trong cái vở tuồng này là nói về ba người con gái đều chấp nhận cho mình một cuộc sống mà hy sinh để cho cái gia đình nó được êm đẹp. Nhưng mà má Trâm á là giống như là vợ chính thức của anh nè, rồi là cưới hỏi, còn Vân là coi như là má Hạnh với là chị má Lụa, thì như là hai người là chỉ là người ở trong nhà. Nhưng mà cái tuần này nó hay cái là anh cái gia nhân là Quỳnh á, là Quỳnh thương là thương cái cô này. Thương má lụa là cô Lụa là người ở trước việc ở trong nhà từ nhỏ đến lớn lên trong gia đình của nhà của anh này và từ nhà của anh Nhân, và đã lớn lên cùng một lúc giai đoạn thì hai người thương nhau. Nhưng mà thứ nhất là vì giai cấp, thì cô này là người ở còn bị giai cấp cho nên là chỉ thương nhau. Mà bản thân cô Lụa cũng rất là thương anh này. Không, mà như anh nói thiệt nha, hồi em coi phim coi cải lương này rồi nghe tuồng, em thường hay là tất cả những bài nhạc hay thường hay có cái chuyện mà giống như ông chủ ha, cậu hai thương người làm, cho người làm ngày xưa chắc đẹp lắm mà không biết mà nhiều trường nhiều tù kể cả phim này đó. Không, nếu mà đi làm là đây Phi Nhung đã làm qua là người làm của Mạnh Quỳnh nè. Tại vì người làm quá đẹp người làm quá đẹp đi không, thì để lý giải cái việc mà nói là tại sao yêu người làm, thì theo em nghĩ đó, người ta nói là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Tại vì người làm là cái người ở gần để chăm sóc đó, xoay khi mà từ từ thì cái tình thương có nào không hay. Không, bây giờ ngồi đây em mới nhớ cái cảnh này mà em nghĩ là rất là vui, là tại vì quý vị lúc nào quý vị cũng sẽ thấy là ba nữ ca sĩ xinh đẹp, là chị Phi Nhung, chị Hương Thủy và Mai Thiên Vân, lúc nào cũng áo dài thước tha rồi rất là đẹp, rất là dịu hiền dễ thương. Đặc biệt cảnh cuối trong ba này xuất hiện ba, từ ba người đẹp biến thành ba con khỉ già. Không, xin lỗi, ba bà già còn có lần bất hiếu quá, chắc trời đánh con chết. Không, gọi thiệt. Không, con xin lỗi má. Đó, con như... Tại trong đó có khúc má Lụa có nói là nhìn ngồi thì chờ giống như ba con khỉ già. Má tự nhận má là con khỉ già, không có nói gì nữa. Mà quý vị biết không, mà ba bà già rất dễ thương, mà tôi nói bà thì nhai trầu, bà thì lượm khượm đi. Em kể cái lúc đó tại sao, là lúc đó em với chị Phi Nhung phải kể lại cho quý vị khán giả cái
cái làm sao mà lúc đó mà diễn lụm khụm mà nhai trầu bọp bẹp dễ thương dễ sợ. Em từ đó giờ em đâu có biết nhai trầu là cái gì đâu. À. Chị Hương Thủy thì chị đã đóng trước mấy tuần kia là chị biết nhai trầu sao rồi. Em nói chết rồi sao nhai trầu giờ biết nhai gì. Tại vì nếu mà nhai cơm hay nhai gì nhai hồi nuốt sao. Thì đâu có sao mà đóng. Thì cuối cùng là em với chị Phi Nhung cũng nhai cái trái cao chị. Trái cao, đúng nhưng rồi. Mà gọt cái vỏ cao. Trời ơi, nó cay cái miệng muốn chết. Nhai nhưng mà nhai thì ngậm ở đó. Thì nó cứng nên mình không có nuốt được. Thì nhưng mà có cái cảnh mà vui behind the scene là lúc quay em đi vòng vòng. Sao tại sao mà đi vòng vòng không quyết định em phải kể cho quý vị khán giả nghe. Không phải tại đâu, tự nhiên cái khúc này là Má Lụa với Má Trâm là ra xuất hiện trước, là hai người đang tâm sự, là đạo diễn nói là cái cô Hạnh là người ra sao là phải đi từ ở ngoài xa đi tới là vô in frame đó, vô in frame cái ai nhà là mà Thương Vân đi đến cái chỗ diễn rồi, chỗ mà xuất hiện rồi mà hai người này nói chuyện chưa xong. Mai Thương Vân không biết sao luôn, đi qua camera cái đi qua cái hướng camera cái xong Mai Thương Vân đi vòng lại cái xong cái đứng vẫn chưa thấy hết nghe người nói cái đầu tiên con ngồi xuống. Mà quý vị thấy cái cảnh đó mình đứng ở ngoài mình chịu không nổi. Tại vì thật sự là nếu mà em đi bình thường thì chắc không cười, nhưng mà tại này đóng vai bà già. Đóng bà già vừa đi vừa đấm lưng. Vừa đi vừa đấm lưng. Không, mà bật mí cho quý vị biết luôn. Có nghĩa là khi chúng em quay live, cái trong khi quay cái tuần cải lương này, quý vị sẽ thấy là tụi em những cái cảnh thoại là tụi em thoại live, cho nên nhiều khi canh không có canh được máy. Giống như là chị mà Má Lụa với là Má Trâm hai má nói nên mới canh ra không được, là tại vì chúng em quay live cái phần đó, cho nên là khúc này mới vui nè quý vị. Coi như là cái khúc mà già đóng già mà ba bà già ngồi đợi mà đợi một ông già. Mà khi ông già xuất hiện là ba bà già phải buồn và phải khóc và phải hận đó. Thì Mạnh Quỳnh nói là con mình chưa nghĩa là Mạnh Quỳnh đã cười mà cả là không nói rồi. Xong rồi đã khuya rồi mà Mai Trung ông Mạnh Quỳnh nói là gì? Tôi đã già quá rồi. Mai Trung Vân lại nói lên một câu chứ. Quá già là coi như là em sao cười mà coi như cả người cả đám cười mà cứ quay đi quay lại đó là 1 giờ sáng rồi ha, 1-2 giờ sáng rồi. Không, có thể là tại vì anh Mạnh Quỳnh lúc nào anh đứng kế bên những người đẹp, đứng người đẹp quen quá, bây giờ đứng kế bên ba con khỉ già cái gì bây giờ tụi chị mới cảm thấy là khi mà mình giả một người già như vậy là em cảm thấy em rất là tự tin, là tại vì khi mà em già có tới chừng tuổi đó rồi là em sẽ đẹp. Già rồi. Không mà thật sự ra có nhiều cảnh lắm, thật sự là tại vì cái vai của Hoài Tâm thì nó nhỏ thôi, nhưng mà cho nên là suốt một tuần lễ quay phim đó là Hoài Tâm rất là thích thú đi theo đoàn làm phim rồi này nọ, cho nên nhớ nhiều cảnh lắm. Phải kể là cái cảnh mà hai chị em mà đem vậy đó dành mít ăn á. Sầu riêng, thấy nó vàng vàng nhớ mít. À đúng rồi. À coi như là lúc đó là con về đúng không? Dạ, hay là nghĩa sao? Về. Con nghĩa đi về. Học ở trên tỉnh về. Đúng nhưng rồi. Mà tại vì em canh cái miếng sầu riêng đó. Tại vì lâu quá không về Việt Nam. Lâu quá không về Việt Nam thì thấy sầu riêng rất là thèm mà lúc đó là đang phải diễn mà cứ nuốt nước miếng. Với lại phải để trái sầu riêng đó chưng ở đó mà nó thơm phức mà để không ai được đụng tới. Trái xoài khi mà em nói trời ơi diễn nhanh lên. Em nói là đừng có ai dành sầu riêng với em. Thôi bây giờ mình tạm nguyên cái phần mà như đối thoại nãy giờ vui, bây giờ mình nói về cái chương trình mình làm như thế nào, thì như thế nào cái sự mà đầu tư hay gì đó. Cái đó là thông cảm để hiểu thôi cho hoàn cảnh của tụi mình hơn thì cái tuần bến đợi. Dạ, ý của anh Mạnh Quỳnh muốn nói với quý vị rằng là cái DVD, cái project bến đợi này á, là khi mà thực hiện được mà sau khi 4 năm ảnh ấp ủ và bây giờ thực hiện được và đã phát hành rồi đó, mà có được đó là thì thực là sức đóng góp của mấy anh em nghệ sĩ chúng em. À, quý vị đã từng nghe tụi em tâm sự rồi, đó là tụi em tự bỏ tiền túi vô. Bỏ đứa một chút vô và đã thực hiện được cái DVD bến đợi này tại Việt Nam. Thì thật sự đó là cũng là rất bỏ rất là nhiều công sức, vừa tâm tư vừa tiền bạc. Thì này mình nhắc lại một chút xíu cho quý khán giả nhớ thôi, chứ qua những lần khác thì đã nhắc rồi, nhưng mà thật sự ra thì cái thời gian để mà hoàn thành cái cuốn DVD này quá lâu.
anh Mạnh Quỳnh phải bay lên bay xuống, từ Portland bay xuống, bao nhiêu anh chị em nghệ sĩ từ Phi Nhung phải từ Việt Nam bay về. Nhưng mà cái khó khăn hơn nữa quý vị, đó là tất cả các anh em mà bỏ ra khoảng 10 ngày together để mà bay về Việt Nam, phải bỏ hết tất cả công việc của mình. Cái đó là cái khó nha. Thì quay ròng rã luôn, không nghỉ một ngày, từ đâu 6 7 giờ sáng cho đến 11 12 trước giờ. Đó là nhạc sĩ Hoàng Phúc là đờn mấy ngày liên tiếp. Vì đã biết là nãy giờ mình quên giới thiệu nên nhạc sĩ Hoàng Phúc là quý vị biết là anh Phúc là cái người là cũng đã gồng gánh với Mạnh Quỳnh trong cái tuần cái lương này khá khá lâu, tại vì là hai tuần thu là anh Hoàng Phúc, ngoài còn ra có Kim Đồng phải không? Kim Đồng, Bích Thuận, Hoàng Nam là bốn người nhạc sĩ, nhưng mà anh Hoàng Phúc là người leader, là trong đó là anh đã cùng Quỳnh ngồi sửa từng cái điệu nhạc làm sao để cho nó mùi, để cho nó lôi cuốn khán thính giả. Cho nên kể đến Hoàng Phúc là cũng phải có công rất là nhiều trong chương trình này. Bà rất là mùi mặn lần qua chữ đừng quá quá tuyệt. Không, mà thật sự quý vị biết là khi quay một cuốn DVD cải lương á, thì nó sẽ rất là cực khổ hơn quay một bài hát MV. Tại vì đó quý vị thấy là giống mình phải tập hợp tất cả các anh em nghệ sĩ vô thâu, mà trước khi thâu là phải có 3-4 anh nhạc sĩ vô đờn rồi này nọ thâu lại, xong rồi tụi em lại xếp lịch với đạo diễn để cả đám anh em nghệ sĩ bay về Việt Nam quay liên tục, mà thật sự là quay rất nhiều nơi. Quý vị thấy những cái cảnh nhà quê đó là anh đạo diễn Hoàng Tuấn Cường ảnh đã bỏ rất là nhiều công để anh đi lên trên Hóc Môn, lên Bình Dương, lên Thủ Đức, rồi chạy xuống dưới Tiền Giang, rồi đi kiếm nhiều cái cảnh nhà khác để quay, nó mới có được cái những cái hình, những cái hình ảnh rất đẹp, những cái nó cho nó hợp với cái bối cảnh của cái tuồng cải lương. Và thì mình thứ khác thì bây giờ một lần nữa thì mình nãy giờ mình quên, mình kể mình quên cảm ơn Trung tâm Thúy Nga. Dạ đúng. Dạ. Những người là chính là chị Thủy, những người là đã phía sau đã push cho mình để có được cái sản phẩm ngày hôm nay, từ in bìa cho đến phát hành, đại diện phát hành rất là khó. Cho nên cũng mượn đây Mạnh Quỳnh gửi lời cảm ơn đến chị Thủy, đến Trung tâm Thúy Nga đã giúp rất là nhiều trong cái chương trình, trong cái DVD cái lương này. Và Tâm nghĩ là bây giờ thời gian cũng không còn nhiều nữa. Thì trước khi mình chia tay với quý vị khán thính giả của chương trình Văn nghệ Thúy Nga, xin mời tất cả, mời anh Mạnh Quỳnh nói trước. Thì Mạnh Quỳnh cũng rất là vui là có một buổi nói chuyện hôm nay, và đặc biệt có đủ mặt anh các bạn diễn trong cái tuần cái lương bến đợi. Thì Mạnh Quỳnh cũng xin cảm ơn quý vị, những người đã mua rồi những cái DVD, cái DVD bến đợi, và cảm ơn quý vị đã ủng hộ rất là nhiều. Và những người quý vị nào mà đã chưa tìm được, chưa có cái DVD trong tay, thì quý vị hãy tìm mua cho được trên Thúy Nga và tất cả các tiệm băng và băng, các tiệm băng nhạc để ủng hộ anh chị nghệ sĩ, để có một cái niềm tin trong cái sự yêu thương nghệ thuật của anh chị nghệ sĩ. Và kêu bằng là mình để có cái tinh thần để mình làm, có thể mình làm những cuốn DVD kế tiếp. Và thực ra thì nói cho cùng thì khi mình làm một cái tuồng này là tất cả là mình vì lòng đam mê nghệ thuật mình làm, tụi anh em làm. Chứ thật ra nếu so về tính chất chuyên nghiệp thì mình không thể nào mình so sánh với những người nghệ sĩ mà đàn anh đàn chị. Thì Mạnh Quỳnh mong rằng quý vị thông cảm, và những thiếu sót, những cái gì đó không có hợp lý, hoặc là những cái gì trong cái tuồng này thì mong quý vị đừng tình bỏ qua cho. Tại vì đây là những vở tuồng là toàn là những tay ngang không. Mà chúng em yêu nhiều cải lương, chúng em thích cải lương. Và Tâm nghĩ rằng là thật sự ra thì mình yêu, mình thích, mình làm những cái gì mình thỏa mãn thú chí là thấy cũng rất là vui. Dạ, cũng như là Duy Trường cũng kêu gọi quý vị ủng hộ chiếc DVD Bến Đợi Băng Gốc một lần nữa, để có thể giống như là một món quà để ủng hộ tinh thần cho tất cả các anh chị em nghệ sĩ. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Cảm ơn Hoàng Phúc nhiều. Anh Phúc cũng mua luôn nha. Anh Phúc coi rồi. Và riêng em và cùng với các anh chị em nghệ sĩ trong tuần Modern Day cũng sẽ đi hát show ở khắp nơi tiểu bang, thì tụi em cũng sẽ mang theo. Nếu mà quý vị nào ở tiểu bang thì nhớ ủng hộ cho chúng em và cho cái tuần bến đợi mà anh Mạnh Quỳnh đã ấp ủ bấy lâu. Thay mặt cho gia đình Bến Đợi cũng như là chương trình Văn nghệ Thúy Nga, cảm ơn quý vị rất là nhiều, luôn thương yêu anh em nghệ sĩ, ủng hộ những cuốn băng gốc, những cái chương trình của anh em nghệ sĩ. Thành thật cảm ơn quý vị rất là nhiều, và chúc quý vị, chúc tất cả các bà mẹ Việt Nam và các bà mẹ trên toàn thế giới một mùa lễ Mother's Day thật an lành, hạnh phúc, ấm áp bên gia đình và các con. Chúc cho các bà mẹ Mother's Day vui vẻ.